Capital F dành là chữ F hoa, dành để dùng cho tên riêng và ở đầu câu. Và đối với còn lowercase f mình sẽ dùng cho trường hợp viết tên chung câu. và ở giữa câu, chính xác. Now let's sing along together. Ooh, we have a song here. Are you ready? Ready, the boy sẵn sàng. Here comes the letter F. F is for father, father. F is for friend, friend. F is for finger, finger. F is for face, face. F is for flower, flower. F is for fox, fox. F is for forest, forest. F is for funny, funny. F is for furniture, furniture. F is for football, football. F is for family, family. F is for female, female. Rồi, hả? Con cởi video ra để con nó coi ra cái môn khi môn mi hết. Rồi, hết rồi. Bây giờ mình nghe lại bài này một lần nữa nhé. Dạ. Ừ. Rồi, mở lại chắc. Rồi, bây giờ mình đã tên của. Here comes the letter F. F is for father, father. F is for friend, friend. F is for finger, finger. F is for face, face. F is for flower, flower. F is for fox, fox. F is for forest, forest. F is for funny, funny. F is for furniture, furniture. F is for football, football. F is for family, family. F is for female, female. Of the letter F. Vậy thì sau cái bài vừa rồi mình còn nhớ được những từ gì về F không? F thì cho dành cho chữ gì nhỉ? Đầu tiên là chữ gì? Cái giữa nha, con là con toàn coi nè, con thích coi cái đàn tao nè. Rồi, vậy có thời gian mình sẽ coi nha. Và hồi nãy mình đã xem những cái F rồi. Nào, vậy bây giờ đầu tiên mình sẽ nhìn vào những bức tranh này cho cô nha, để xác định đâu là chữ, đâu là capital F và đâu là lowercase f. Được chưa? Capital F là chữ F gì? F hoa. F hoa là capital F. F thường sẽ là lowercase f. Con nhớ nhá. Vậy bây giờ mình nhìn vào cái bức hình đầu tiên. Thịt gì đây? Ừ.
Đây là thịt bò, được chưa? Thịt bò nó sẽ là tên chung hay tên riêng nhỉ? Chung chung à. Rồi, và cái chữ F ở đây mình cần một chữ F đứng ở cuối cùng của chữ của câu. Vậy thì mình dùng capital F hay là lowercase F? Capital Hello, capital F là chữ F hoa đó. Con để chữ F hoa vào đây hả? Hả? F thường. F thường là gì? Lowercase. Okay, E. Lowercase F. Lowercase F. Ừ, F nha. Yeah, that's right. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy không? Dấu ba chấm ở đây nó đứng ở đầu câu hay cuối câu? Cái câu Dấu ba chấm này đứng ở đầu hay ở cuối? Nhìn lại xem nào. Đằng sau dấu ba chấm là chữ mà. Vậy nó đứng ở đầu đầu tiên luôn. Chữ F thường ở chữ bit này nè, con nhìn thấy không? Cái này là gọi là đứng cuối nè. Đó. Đứng cuối, đằng trước là có ba chữ khác, sau đó mới đến chữ này. Còn ở bên picture B, picture number 2 thì đằng sau nó còn một đống chữ mà nó lại đứng ở đây, vậy nó đứng đầu hay đứng cuối? Đứng trước những chữ cái khác gọi là, con viết chữ này chưa, nào trước thì chữ đó đứng trước, được chưa? Đó. Rồi. Nào Thảo ơi. Nào Thảo ơi. Thảo. Ngoan nào, ngoan nào. Ngoan không lại bị nhìn phạt đó nha. Nha Thảo nha. Rồi. Đi ra chơi với em heo cho chị Thư học bài nhá. Được không? Ok không? Nếu con hồi học thì con phải ngồi ngoan nè, không kéo ghế của chị nữa. Rồi, bây giờ bông con nhìn vào bức tranh thứ hai nè. Chữ F này nó sẽ nằm ở vị trí nào trong câu đây? Đứng ở đây là đứng ở đâu? Con viết chữ F đầu tiên hay đứng con viết chữ F cuối cùng? Không biết. Trong cái câu này con nhìn thấy không? Dấu ba chấm nghĩa là chữ F đó. Và sau đó rồi mới đến chữ R, A, N, C và E. Thì vậy thì chữ nào viết trước, chữ nào viết đầu tiên thì nó sẽ là đứng đầu, chữ nào viết cuối cùng thì nó sẽ là đứng cuối. Con viết từ trái sang phải, vậy thì chữ F nằm ở phía bên nào? Bên trái. Bên trái, vậy là nó đứng đứng đầu đúng không? Và đây là tên riêng của nước gì nào, hôm qua cô bày cho mình rồi. Đất nước gì đây? Oh no, nước Pháp, nước Pháp. Nước Pháp nha. Vậy thì mình chỗ này chữ F thì phải biết chữ F hoa hay chữ F tên riêng của quốc gia nào, có mấy nước Pháp? Có mấy nước Việt Nam nào? Y dài đấy. Sao lại có y dài đấy? Làm tên gì? chung là y dài. Cô đang hỏi con là F hoa hay F thường mà. Rồi. F. F chứ không phải Y. F hoa. Vì nó đứng ở đầu và nó là tên riêng, được chưa? Mình sẽ dùng chữ F hoa cho trường hợp này nhá. Rồi. Và tiếp theo. Ồ. Có gì đây? Màu sắc sặc sỡ, quá trời quá đất luôn. Con bướm xinh. Còn bướm, vậy thì trong tiếng Anh con bướm là butterfly. Mình đọc thử tên từ con bướm nào, butterfly. Nào Thư, đọc cho cô từ con bướm nào, butterfly. Butterfly. Cái này Yeah. bây giờ con học thôi. Nhớ không? Rồi, vậy thì ở trong này chữ F mình viết hoa hay viết thường? Thường. Viết thường, right. Đúng rồi, vì nó nằm ở giữa, được chưa? Now, let's see the vocabulary. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm các từ vựng mới, bắt đầu bằng letter F nữa nha. Con gì đây nào? Look at this one. Con biết con này không? À, con cáo.
Đúng rồi, con cáo bằng tiếng Anh nó sẽ là Fox. 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 A fox. Yeah, the fox looks so cute, right? Con cáo nhìn rất là dễ thương nhỉ. Tiếp theo, bên cạnh con cáo là một bạn màu xanh xanh, màu green. Nhìn con gì biệt nhau chỉ là con ếch. Con ếch rồi, mình sẽ có từ Frog. 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 Okay. A green frog. A green frog. Là một con ếch gì màu gì? Ếch màu gì? Green là màu gì? Cô, ếch đó đó ăn chùa, ếch chùa cô. Hả? Đây là ếch chùa. Không, nó mập á. Nó mập là ếch hoa lưu gì nữa. Nó ăn nhiều thì nó mập thôi. Ếch béo. Ếch béo rồi, béo. Đây là béo luôn. Nhiều mỡ lắm. Ok, rồi bước nhanh số 3. Nhưng mà con ếch bự đi thì đó là ếch chúa mà. À. Có thể đây là ếch chúa. Rồi, ếch chúa màu gì nhờ? It's a green frog. Ếch chúa màu gì? It's a green, it's a yellow. A green, yellow. It's a white. Cái ta cái bông nữa có màu trắng. Vậy không, thực ra nó là màu xanh, màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt chứ không phải màu trắng đâu. Nó sẽ là màu, nhưng mà màu này nhiều nhất. Màu nào là màu nhiều nhất? Màu nào là nhiều nhất hả Thư? Capital E, capital A, capital E. Biết mình nói cái gì không? Hồi nãy mình học là capital xong rồi. E. Capital E là E hoa, capital A là A hoa. Được chưa? Nhưng mà ở đây mình, cô đang hỏi con nè. Vậy thì a green frog là con ếch màu gì đây? Xanh cây. Dạ, rồi. Vậy con cáo là màu gì? Con cáo màu gì? Màu ca thì màu màu nữa. Rồi, màu cam. Vậy nói cho cô con cá màu cam. Ấn. Màu cam. Orange. Orange fox. An orange fox. 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 Bờ fox. Bờ fox. Rồi. Tiếp theo nhìn vào bức tranh cuối cùng cho cô nào. Ô, có hai cô gái ở đây. Và con nhìn thấy họ có thân với nhau không? Có. Yeah, bởi vì họ là bạn của nhau đó. Best friend, bạn thân luôn. Anh em friend. Rồi. Friend. 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 Nghĩa là bạn bè. They are best friend. They are best friends. Họ là bạn thân của nhau. Được chưa? Wow. Now look at that, the man. What is his job? Con nhìn vào người đàn ông và con đoán xem anh ấy làm nghề gì? Khó nào? Làm nghề nông dân. Đúng rồi, làm nghề nông dân. Vậy thì nghề nông dân trong tiếng Anh mình sẽ có từ Farmer. 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 He is a farmer. Một con nào, đọc xong câu này đã. Is a farmer. It's a farmer. No, no, not farmer. This is a farmer. This is a farmer. Again, đọc lại nào. This is a farmer. Farmer. Farm. Đọc cho từ farm nào. Farm. Farm. Bông ơi, ngồi thẳng lên. Ở đây. Cô sửa lại cho nè. Nè, đọc từ farm với cô nha. Farm. 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 Không phải farm. 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 Farm.
Farmer. Farmer. Đọc bình thường thôi, không cần đọc nữa. Farmer. Đọc sai rồi. Phờ mà, chữ phờ mà. Con nói giống như chữ phạm nhưng mà không có dấu nặng vậy đó. Farm. Farmer. Sao lại ra đấy ngồi, ngồi lại gần đây nhưng lên. Ui ui, nhá. Nào thỏ ơi, không bấu vào đấy. Nào bỏ tay, ngã từ ngã cho hai chị em này. Rồi. Nào mình cùng nhau sửa cái âm đấy nhá. Ui. Đeo nhau thế này thì làm sao mà học bài? Cô phạt cả hai nha. Cô phạt cả Thỏ, cô phạt cả Thư nha. Thỏ có ngoan không? Muốn ngồi học thì phải sao hả Thỏ? Muốn ngồi học thì phải làm sao? Mình phải làm sao cơ nhở? Ơi trời ơi. Trời ơi. Lại trêu nhau nữa. Mau. Rồi, mình đọc lại từ nông dân cho với cô nhá. Farm. Bờ farm. Bờ farm. Farmer. Farmer. Ok, that's right. Đó là đúng luôn. Tiếp theo, bông hoa màu hồng này là gì? Flower. 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 Ok, bông hoa màu hồng. Màu hồng là gì ta? Pink. Yeah. This is a pink flower. This is a pink flower. Flower. Ok. Và khi vào trời nóng thì mình sẽ cần cái gì nhất đây? Trời mà nóng thì mình cần bật gì? Bật bức tranh số 3 lên. Bức tranh số 3 là cái? Cái quạt. Fan. Rất là dễ. Được chưa? Fan. Nào, hôm nay mình sẽ học lại cấu trúc Who is this? Who is this? Nghĩa là, nào bỏ cái hát xuống. Who is this? Có nghĩa là, đây là ai? Cô sẽ không dùng what nha. What is this? Là đây là cái gì? Nhưng mà khi mình dùng who is this, có thể chữ who chưa? Đó. Chữ who đó. Who is this? Thì có nghĩa là cô dùng chữ này để cô hỏi người về người nha. Được chưa? Và mình sẽ trả lời đây là cái gì? Đây là ai? Hoặc đây là ai? Là gì của tôi? Được chưa? Mình sẽ vào ví dụ luôn nhá. Now, the first one. Who is this? This is my father. This is my father. 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 This is my father. It is my father. Wait, this is. Không phải it is, nó là this is. This is. Father. Okay. Now, who is this? This is my. This is my friend. Đây là bạn của tôi đúng không? Bỏ cái khăn ra nào, nếu không thì làm sao mà mình nhìn thấy chữ được? Học ngay là còn được chơi A là chữ phú nữa nha. Ok. Rồi.
Thưa hôm nay không muốn chơi trò chơi hả? Có. Có hay sao ngồi học không tập trung gì hết vậy? Again, lại nha. Who is this? Trả lời cho cô luôn. This. This is my No, bố là gì? Con nhìn vào bức tranh nhá. Thỏ ơi. Em thỏ. Rồi, bây giờ bố là gì? Nhìn vào bức tranh này, người ta chỉ mũi tên vào người đàn ông đứng lên đúng không? Ok, nào. Flower. Bố cơ mà, bố. Flower là bông hoa. Bố là gì? Mother là mẹ. Father là bố, được chưa? Rồi, đây là bố của tớ, mình sẽ nói sao? This is my father. Yeah, this is my father. Rồi, đây là bạn của tôi. This is my. Nào, không nghịch nữa. Em đã không phá rồi thì con phải tập trung học chứ. This is my friend. Friend. Là đây là bạn của tôi. This is my friend. Friend. This is my friend. Friend. Okay, đọc lại cả câu cho cô nhé. This is my friend. This is my friend. Okay. And who is this? And who is it? Rồi, vậy thì đây là ai? Trả lời nào. Đây là một người nông dân. This. Đây là gì? Đọc là gì? E. Farmer. Panda. Farmer. Okay, nếu mẹ mày đúng nha. Nó có em mờ. Now let's play. Okay, now welcome to the million day game. Now number one, who is this? This is đây là ai? Who is this? Bố là gì? Daddy. Rồi, ngoài daddy ra thì mình còn gọi là gì nữa? Mới hả? Mới trả lời xong vừa nãy. This is my father. Okay, this is my father. Vậy đáp án nào là father? Con nhìn vào đây xem. Đáp án nào là father? Đây là A nè. Đây là đáp án A. Đáp án B. Thôi cô, điểm mắt trái là cái nào đỏ cô? Hả? Điểm mắt trái là cái nào đỏ lên nè. Maybe. Anh đi chung đáp án rồi. A, B, C. Chữ father viết như thế nào? Nhìn nhớ lại xem nào. Bắt đầu bằng letter F. Bắt đầu bằng chữ F. Vậy thì mình loại được câu nào? Mình loại được câu D nhá. Vì câu D là my mother. Con nhìn câu D đi. This is my mother. Nó bắt đầu bằng chữ M. Cho nên nó sẽ không phải là đáp án đúng.
cuối như thế này, được chưa? Rồi, vậy thì câu D không đúng rồi. Câu nào nữa? Câu nào mới là father đây? Nhìn xem, nhìn vào những chữ cái cuối cùng. Con nhìn vào những chữ này nè. Con xem chữ nào là chữ father. Con nhìn chữ D đi. Có chứ? Con nhìn chữ D đi. Đáp án D. Đáp án D ở đây đọc là mother. Mother. Thấy chưa? D. Vậy thì chữ D sẽ viết là T-H-E-R. Mother với father, con thấy không? Nó chỉ khác nhau cái đầu, phần đầu thôi. Còn phần sau nó sẽ viết giống nhau, đọc giống nhau luôn. Vậy thì chúng ta hãy đi tìm cái đuôi này ở trong ba cái. Chữ nào giống cái chữ ở đáp án D nhất? Chữ nào nhỏ, chữ nào mà giống đáp án của đáp án D nhất? Con nhìn đi. Trong bốn cái ô màu hồng á, cái nào giống đáp án D nhất nè? Which one? Cái nào đây ta? Đáp án chữ bơ. Thật không? Đáp án chữ bơ nhìn có giống đáp án D không? Nhìn nè. Có giống không? Có giống không? Nhìn xem đáp án nào giống nhất nào. Nhìn giống nhau. Nhìn lại một lần nữa. Cô Hạch Trân rồi đấy. Trong bộ đáp án này có đáp án một chữ. Cái nào mà giống cái đáp án này nhất nè? Giống cái chữ này nhất nè? Con ngọc này. Đáp án A hay là... Con nhìn cái phần cô Hạch Trân đi. Có hai cái giống nhau đấy. Nào, vậy thì bây giờ con nhìn vào đáp án C cho cô nào. Con thấy đáp án C chưa? Thấy chưa? Mình có chữ THR. Ở đây mình có cũng có chữ THR, có thấy không? Giờ đã thấy chưa? Nè, thấy không? Rồi, thấy chưa? Nó sẽ có cái đuôi giống nhau. Ở đây đọc là, mình nhớ nha, father là bố. Mà trong khi đáp án D, mình đọc nó là mother, mother. Vậy thì nó chỉ khác nhau ở chữ pha và chữ mo thôi. Còn lại chữ D sẽ giống nhau, cho nên chúng ta sẽ tìm từ viết giống nhau ở phần cuối. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án gì? Đáp án C, con nhìn cho cô chữ father nha. F A T H E R. Ok. Được chưa? Xong câu số 1, chuyển sang câu số 2 nè. Now tell me what is it? Trò này là trò gì đây? Trò gì đây? Trò gì đây? What is this? Trò gì? Football. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ tìm từ football cho cô nào. A B C hay là D?
Con cho nó ăn. Nha. Con cho nó ăn. A. À, A bên đây. A nè. B nè. Cái con chị. Cô không nhìn thấy chữ con chị đâu. A B C D cái nào cơ? A. Ờ đợi một chút. Cô không nhìn thấy chữ con chị đâu thưa ơi, con chị ở bên đấy làm sao mà cô nhìn được? Con A B C con mà. Nhưng mà cô không thấy. Con phải đọc. A. A là cái này hả? A là A đúng không? Có chắc chưa? Chắc rồi. Đầu football thì mình sẽ có hai chữ. Một là chữ foot là chân. Và hai là chữ ball là chữ quả bóng. Con nhìn lại một lần nữa cho cô nha. Mình thiếu mất chữ gì? Mình có chữ chân rồi nhưng mà mình thiếu mất chữ gì? Thiếu mất chữ quả bóng rồi. Vậy thì đáp án nào mới đúng chứ? Con cho đáp án C. Yeah. Very good. Đúng rồi đó. Rồi. Now tell me what is this? Còn cái này thì sao? Còn cái này thì sao? What is this? Cái này đẩy mình bật lên khi trời nóng này. It's a fan. It's a fan. Rồi, tìm chữ fan cho cô. Fan là có chữ tờ. Fan sao lại có chữ tờ? Mình đang đọc letter F, nó sẽ bắt đầu bằng chữ F. Mẹ ơi. Lại cầu cứu mẹ hả? Nào, Thư lại đây nhìn nào. Fan. Fan. Fan khi mình đọc là chỉ có mấy chữ, một từ hay nhiều từ? Một từ à? Một từ, chính xác. Vậy thì nó phải ngắn hay là dài? Ngắn. À, con chân đợt. À. A. A. Ok. Đúng rồi đó, thấy chưa? Mình có thể tự làm được mà. Ooh, tell me. What animal is it? Con gì đây? It's a. It's a. Nào, bây giờ cùng đọc đáp án nhé. Đáp án A, chúng ta sẽ đọc là fox. Đáp án B là deer. Đáp án C là frog. Và đáp án D là snake. Con không biết trồng cái nào. Vậy con này là con gì? Con ếch đọc là gì? Mình phải nhớ được cái... No. Deer là đáp án B hả? Đáp án gì cơ? Và con mới nói gì á? Lúc cô bấm đáp án ấy, con mới nói gì? Frog, rồi vậy frog là đáp án A hay đáp án C đây? Đáp án. À, con nhận đáp án A. Chắc không? Oh, đáp án C con nhé. Thì mình có nè, frog thì con phải tìm cho cô có chữ R nè.
Với cả hồi nãy cô cho con đọc đáp án rồi mà. Mình nhớ, mình phải nhớ. Cô cho con đọc đáp án để con nhớ đó. Now, how many fingers do you have? How many fingers do you have? How many? How many fingers do you have? Mình có bao nhiêu ngón tay? How many là hỏi bao nhiêu đấy? Mình có mấy ngón tay? Thật không? 10. Đáp án số 10 là đáp án gì? A, B, C, D. Đáp án nào? D. B, ok. Nào. Câu hỏi để cô dịch ra cho con nha. I have been yellow or red color. I lived on the farm. I am beautiful and I have good smell. Who am I? Tôi có màu hồng, màu vàng hoặc là màu đỏ. Tôi thường ở trên nông trại. Tôi rất là đẹp và tôi có một mùi hương rất thơm. Vậy tôi là ai? Người ta đang nói gì về gì đây? Người ta đang nói về cái gì? Cái gì mà lại có nhiều màu sắc đẹp như vậy? Sao lại còn thơm nữa? Sao lại được trồng ở trong trang trại? Cây gì nhỉ? Người nông dân. Ồ không, cây gì? Cây bông hoa. Đúng rồi, cây hoa. Bây giờ mình cùng đọc đáp án nhé. Con nhớ đáp án cho cô này. Đáp án A. A, mình đọc là Fox. 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 Đáp án B là frog. B frog. B là frog. Đáp án C là fan. Fan. Và đáp án D là flower. Đáp án D là flower. Được chưa? Rồi, ok, được rồi chưa? Đáp án D là flower. Vậy thì bông hoa đọc là gì? Flower, đáp án nào? A, B, C, D. A, B, C, D. Cái nào đọc là flower? Mình mới đọc xong. Flower đọc thấy dài không? Flower. Ba âm. Vậy là đáp án D. D, ok. Đáp án D. Oh, really good. Rồi nha. Và trước. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn lại những cái từ ngày hôm nay mình đã học nhé. Nào, thử tell me. What is it? Rồi, đã xong đâu? Đã xong chưa? Chưa xong mà phải không? Ok. Nào, cố gắng một chút xíu nữa thôi. Nào, what is it? It's a... Cô viết ra cho con nha. It's a. Có chữ ở dưới đó con. It's a fox. It's a fox. Rồi, đến con ếch thì sao nhờ? It's a. It's a. Nhìn chữ, nhìn chữ. Phở gì đây? Frog. Không, chưa có thế này, chưa thế này. This is a frog. It's a frog. It's a frog. Ok, rồi. Còn hai người bạn chúng ta sẽ gọi nhau là Phở.
Grand. Grand. Cái gì nào đấy á, để con nhìn chưa nè. Okay. Hai người bạn đọc là friend. Con thấy chữ chưa? You see that? Rồi, ok. Mình sẽ chuyển sang ba từ tiếp theo nha. Ok, trước khi chuyển sang ba từ thì mình đọc lại một lần nữa cho nhớ nha. Fox. Frog. Friend. Ok, đọc nhanh hơn một chút xíu nha. Ok không? Chắc không? Làm được không? No. Fox, frog, friend. No, no, no. Fox, frog, friend. Fox, fox. Fox, fox. Okay. Now let's move. Okay, this one is Sam. Sam gì? Người làm cái nông dân. Sam. Farmer. Farmer. Okay. Nào nông dân, farmer. Rồi tiếp theo bông hoa mà con yêu thích nè. Bông hoa là gì? Là gì? Flower. Flower, that's right. Và cuối cùng là cái quạt từ ngắn nhất của chúng ta luôn. Là gì? Phở, phở, fan. Ok, vậy thì hôm nay mình đã học được tổng cộng là 6 chữ. Nhiệm vụ ở nhà nhạc của Thư sẽ là gì ta? Viết chữ, 6 chữ. Đúng rồi, viết 6 chữ và viết cả tô chữ ở trong vở bài tập nữa nhá. Và cô dặn Thư một chút nữa nè. Ngày mai mình sẽ cố gắng ôn bài để thứ bảy mình sẽ làm một bài kiểm tra định kỳ nhá Thư nhá. Giống như hôm trước hả con? Con nhớ chưa? Yeah. Rồi, và trước khi ngủ thì mình có muốn nghe thêm một bài hát không? Có. Yeah, okay. Did you see yeah. my tail? Zebra's tail to flick the bugs. A kangaroo's tail to sit up. Oh no, 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 they're not my tail. Did you ever see a tail? My tail. A pig's tail. Did you ever see a tail? My curly twirly tail. A peacock's tail for beauty. A dog's tail to say hello. Oh no, 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 they're not my tail. Okay. For my tail one more time. Did you ever see a tail? My tail, a pig's tail. Did you ever see a tail? My curly twirly tail. A hippo's tail to spread poo. A fish's tail to swim well. Oh no, 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 they're not my tail. Okay, do you like the song? Rồi, vậy là... Okay, good night. See you. Nhớ về ôn bài nha.